tạng Bồ Tát Bổn Quyền Kinh giảng ký tập 31 chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không chuyển ngữ nhóm diệu âm cư sĩ địa điểm Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba tháng năm năm 1998 xin mở cuốn khoa chú quyển trung trang 118 xin xem kinh văn thuyết thị ngữ thời hội trung hữu nhất quỷ dương danh viết chủ mạng Bịch Phật ngôn Thế Tôn Ngã bổ nguyện duyên chủ diêm phù nhân mạng Sanh thời tử thời ngã Giai chủ chi Tại ngã bổ nguyện thậm dục lợi ích Tự thị chúng sanh bất hội ngã ý Chí mạng sanh tử cụ bất đắc an Chúng ta coi trước đoạn này Thuyết thị ngữ thời Câu này tiếp theo câu trước Và dẫn đến câu sau Trong đoạn trước Lúc ác độc quỷ dương Thừa với thế tôn xong Lúc ấy Trong pháp hội Lại có một vị quỷ dương Tên là chủ mạng Từ danh hiệu Chúng ta có thể hiểu gì quỷ dương này Cai quản về việc sinh tử của tất cả mọi người Trong thế gian Chuyên môn cai quản về việc này Cho nên chúng ta gọi là chủ mạng quỷ dương Bạch Phật Ngôn Thế Tôn Ngã bổn nghiệp duyên Dùng cách nói hiện nay nghiệp duyên chính là chức vụ của ông ta Nhiệm vụ của ông chính là Cai quản nhân mạng của người ở Diêm Phụ Đề Một người nào đó gần được sanh ra đầu thai Ông ta chăm lo những việc này người nào đó chết đi Thì ông cũng lo lắng cho người ấy Ngã dài chủ chi Từ chỗ này chúng ta hiểu được Con người từ lúc sanh đến lúc chết đều có quan hệ mật thiết đối với thiên địa quỷ thần nhưng người hiện đại đọc những đoạn kinh văn này đều cho là mê tín dùng hai chữ mê tín bèn cự tuyệt bài xích những việc này nếu vậy thì bạn có chịu sự cai quản của quỷ dương hay không vẫn phải chịu sự cai quản của ông ta bất kể là bạn tin hay không tin chẳng phải nói nếu tin thì có còn không tin thì không có nếu vậy thì đơn giản quá rồi chúng ta có thể tận lực không tin lục đạo luân hồi thì lục đạo luân hồi cũng sẽ không tồn tại không tin sanh tử thì sanh tử sẽ không có lẽ nào có chuyện như vậy bạn tin tưởng cũng có mà không tin vẫn có giáo dục thời xưa chẳng giống bây giờ giáo dục thời xưa ít nhiều gì cũng có liên quan đến ba đời nói về đời quá khứ đời hiện tại và cũng nói về đời tương lai tương lai là nói sau khi chết đi sau khi con người chết đi đời quá khứ là lúc chúng ta chưa sanh ra đó là ba đời nội dung của giáo dục thời cổ xưa trung quốc có ba trọng điểm thứ nhất là dạy bạn làm người hiểu quan hệ giữa người với người nếu bạn không hiểu thì bạn sẽ không biết cách làm người nếu không biết làm người thì nhân gian này giống như một con đường nguy hiểm như trong kinh nói Mỗi bước đều lần lần dẫn đến ba đường ác Nếu bạn biết làm người thì bạn có thể tránh khỏi đi vào đường nguy hiểm Bạn được thân người rồi còn có thể giữ được thân người Tương lai còn có thể được sanh làm người nhất định sẽ sống hạnh phúc tốt đẹp hơn bây giờ đó là giáo dục phải hiểu như vậy trọng điểm thứ gì là hiểu rõ quan hệ giữa người và thiên nhiên giữa người và hết thảy động vật thực vật giữa người và tự nhiên một khi bạn hiểu được thì mới biết đạo dưỡng sanh trọng điểm thứ ba là dạy bạn quan hệ giữa người và thiên địa quỷ thần nếu quan hệ này được xây dựng tốt đẹp thì bạn sẽ được thiên địa quỷ thần ủng hộ và được giúp đỡ nếu quan hệ chẳng đẹp làm gì cũng có lỗi đối với thiên địa quỷ thần thì bạn sẽ gặp phiền phức lớn lắm chứ gì phải biết thiên địa quỷ thần chẳng phải là phật bồ tát họ vẫn còn là phàm phu phàm phu vẫn chưa lìa khỏi thức tình ngũ dục khi nhìn thấy người tu thiện thì họ rất là vui vẻ họ khen ngợi bạn làm lợi cho bạn khi nhìn thấy người làm ác thì họ không vui họ sẽ tức giận gây ra phiền phức cho bạn sẽ trừng phạt bạn do đó thiên địa quỷ thần là phàm phu chúng ta phải nhớ họ là lục đạo phàm phu giáo dục cổ xưa và phật pháp đều dạy về những chân tướng sự thật này nói thật ra người xưa bất luận là pháp thế gian hay là xuất thế gian đều coi trọng thiền định Trong Phật Pháp gọi là thiền định Tuy người thế gian không gọi là thiền định Nhưng họ đề cao tâm thanh tịnh ít ham muốn Trầm tịnh đến cùng cực Trong sự tu dưỡng hàng ngày Đều coi trọng tâm thanh tịnh khi tâm thanh tịnh đạt đến mức độ nhất định thì trạng huống đời sống của quỷ thần bạn đều có thể nhận biết được và bạn có thể nhìn thấy được những người học vật thường thường nhìn thấy lúc họ trong thiền định Do đó, quỷ thần nhất định là có thật Quan hệ của quỷ thần đối với chúng ta vô cùng mật thiết Cũng giống như là tổ chức Hành tránh trong thế gian của chúng ta mỗi cơ cấu của quốc gia đối với đời sống của chúng ta đều có liên quan lẫn nhau chúng ta nhất định phải biết đạo lý này người hiện đại họ dùng nhãn quan khoa học để mà quan sát nếu đi sâu thêm một tầng đối với sự tướng nói trong kinh phật tôi tin rằng họ cũng có thể nhận biết được ở trung quốc thường gọi là khí phận người ngoại quốc thì gọi là từ trường một khi bạn tiếp xúc đến thì trọng tâm của bạn liền cảm nhận được giống như ở nơi nào đó khí phận lúc nhiều người và lúc ít người sẽ khác nhau khí phận ban ngày và ban đêm cũng không giống nhau chúng ta thường có những cảm xúc rất rõ ràng đối với những chuyện này nếu dùng sự quan sát hoặc cách nói của khoa học gia hiện đại thì những cảm xúc này chính là sự tiếp xúc giữa các làn sóng nếu tần số của các làn sóng rất gần nhau thì chúng ta sẽ cảm nhận rất thoải mái nếu những làn sóng này với cường độ dao động ở mức độ rất lớn rất nhanh thì chúng ta sẽ cảm thấy không yên ổn và không tự tại. Những sự lý này không khó hiểu cho lắm. Thân thể của chúng ta có hiện tượng làn sóng làn sóng từ sự suy nghĩ tưởng tượng trong tâm càng rõ ràng hơn tất cả các vật thể có hình tượng đều có sống hoạt động của thiên địa quỷ thần cùng với làn sóng tư tưởng của chúng ta chẳng khác Khi con người chết đi thì sinh mạng kết thúc. Thân thể chỉ là vật chất. Nhưng tư tưởng của người ấy chẳng đoạn dứt. Chẳng diệt mất theo thân thể người ấy. có thể nói sự thật này đã được hết thảy các nhà tôn giáo thừa nhận những người thực sự có học vấn và có đức hạnh cũng đã khẳng định chẳng phải nói người ta chết đi thì hết thảy đều chấm dứt nếu chết đi mà tất cả đều chấm dứt thì dễ rồi không những con người chết đi chẳng hoàn toàn chấm dứt, mà hết thảy vật chất tiêu mất cũng chẳng phải hoàn toàn mất hẳn. Chúng ta không phải đã nghe các khoa học gia từng nói, tinh thần chẳng diệt, vật chất chẳng diệt rồi sao? Hai câu này là chân lý. Hai câu này trong Phật pháp có thể gọi là Chư pháp thật tướng nghĩa là tướng chân thật. Trong Phật pháp tự sanh tự diệt của vật chất được gọi là duyên tụ duyên tan. Lúc duyên tụ hợp lại chẳng sanh, lúc duyên tan rã chẳng diệt. Các vật có hiện tượng còn như vậy, huống chi là tinh thần do đó tuyệt đối chẳng phải là mê tín nhất định là sự thật có rất nhiều người trong đời có dịp tiếp xúc với quỷ thần cảm ứng với quỷ thần nhiều lần nếu suy nghĩ kỹ thì thì chúng ta sẽ biết họ làm sao không tồn tại cho được làm sao họ chẳng liên quan gì đến đời sống của chúng ta cho được quan hệ của chủ mạng quỷ dương đối với chúng ta đặc biệt mật thiết hơn ở đây ngài nói tài ngã bổ nguyện thậm dục lợi ích lợi ích là giúp đỡ Lúc con người sanh ra Lúc con người chết đi Ý nguyện của chủ mạng quý dương Đều là muốn giúp đỡ người đó Hy vọng kẻ ấy được yên ổn Tự thị chúng sanh bất hồi ngã ý hết thảy chúng sanh không hiểu ý nguyện của quỷ thần ý nguyện của quỷ thần là gì ưa thích nhìn thấy người ta làm việc thiện chán ghét chúng sanh làm việc ác cho nên trong kinh này nói ngay cả một niệm thiện nhỏ cũng được quỷ thần ủng hộ được chư Phật Bồ Tát tán thắng Huống chi việc bạn làm Là việc thiện lớn Chúng sanh không hiểu được ý nguyện Của thiên địa quỷ thần Làm cho sống chết Đều chẳng được yên ổn Lời này nghĩa là thế nào phần sau sẽ nói rõ hơn Hà dĩ cố Tại sao vậy? Thì diêm phù đề nhân, sơ sanh chi thời, bất dấn nam nữ Hoặc dục sanh thời đảng tác thiện sự Tăng ít, xá trạch Tự lịnh thổ địa, vô lượng quan hỷ, ủng hộ tử mẫu Đắc đại an lạc, lợi ích quyến thuộc đây là nói rõ khi người nhà sanh con trong thế gian đây là việc vui mừng có con nối giỏi người trung quốc rất coi trọng việc tiếp nối dòng họ cho nên không thể không vui mừng vui mừng thì nên làm việc tốt phải biết làm việc thiện mới có thể tăng thêm lợi ích cho gia đình chị thần thổ địa cai quản dùng ấy thần thổ địa giống như là xã trưởng trưởng làng ở trung quốc thời xưa các bảo trưởng ấp trưởng cai quản một làng một dùng như vậy những quỷ thần này thấy bạn làm lành trong nhà bạn lại có thêm một đứa con thì họ ủng hộ tử mẫu đắc đại an lạc mẹ con bình yên quyến thuộc của bạn được lợi ích quỷ thần che chở và được gia bị nếu không biết ý của thiên địa quỷ thần Thì sẽ tạo tội nghiệp Hoặc dĩ sanh hạ thận vật sát hại Thủ chư tiên dị cúc cập sản mẫu Cập quản tụ quyến thuộc ẩm tửu thực nhục Ca nhạc huyền quảng năng lịnh tử mẫu bất đắc an lạc người trong thế gian chẳng biết sự lợi hại này khi sanh con bèn làm tiệc ăn mừng ăn mừng bèn sát sanh chắc chắn là có việc này chưa gì nghĩ thử xem sát sanh kết quán thù với những chúng sanh ấy bạn tạo những tội nghiệp như vậy Món nợ sát sanh này Sẽ trút lên đầu hai mẹ con người ấy Tại sao vậy? Vì nếu không sanh con Thì họ sẽ không sát sanh ăn mừng Khi sanh con bèn sát hại những con vật ấy để ăn mừng Người thế gian Sát sanh Lúc sanh con Lúc chết đi cũng sát sanh Mỗi năm ăn mừng tuổi thọ cũng sát sanh Như vậy thì làm sao được Tội nghiệp ấy nặng biết bao Không những không nên sát sanh Những lời nói trong kinh mấy ai hiểu được có mấy ai chịu làm theo thủ chư tiên vị cung cấp sản mẫu sau khi sanh con thì phần đông người ta phải tẩm bổ phương pháp tẩm bổ rất nhiều không lẽ phải sát sanh thì mới được sao không lẽ phải ăn thịt mới được sao đạo lý này chỉ có người thật sự học phật và người hiểu rõ những chân tướng sự thật này mới chọn ăn chay cho người mẹ vừa mới sanh được ăn chay thì người đó tuyệt đối khỏe mạnh thứ nhất là tâm họ được yên ổn thứ gì là được phật bồ tát thiên địa quỷ thần ủng hộ họ làm sao không yên ổn chúng tôi thường tiếp xúc với một số bạn đồng tu trong số người này có người nói đến thai lý tố ăn chay lúc mang thai ở đài loan tôi biết có vài vị đồng tu từng trải qua việc này lúc người mẹ mang thai mà ăn thịt thì ói mửa nên phải ăn chay đứa con sanh ra liền ăn chay mãi đến khi mấy chục tuổi cũng ăn chay thân thể rất khỏe mạnh chẳng phải là không ăn thịt thì không được không ăn thịt thì thân thể không khỏe mạnh lẽ nào là như vậy Sát sanh tạo nghiệp Tựa đề của đoạn này gọi là Nên bảo thẳng thừng với mọi người đừng sát sanh Nhất quyết không thể sát sanh Quảng tụ quyến thuộc Đây là lúc bạn bè thân quyến đến nhà chúc mừng Chẳng tránh khỏi uống rượu ăn thịt gia đình giàu có thì còn ca nhạc huyền quảng hiện nay gọi là mở hội khiêu vũ những nhà giàu có trưởng giả ở trung quốc trong dịp này còn có hát tuồng mời đoàn hát lại hát kịch để ăn mừng Cách làm này Năng lịnh tử mẫu bất đắc an lạc Tại sao vậy? Quý vị vui mừng Quý thần ở kế bên nhìn thấy rất bực tức Sẽ chẳng che chở Sẽ không gia bị cho quý vị Sát hại những chúng sanh này thì tương lai sẽ bị họ đến đòi mạng. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ đạo lý nhân quả báo ứng, đúng như câu, ăn thịt nó nửa cân tương lai phải trả nó tám lượng. Một tí tiền nghi gì cũng chẳng chiếm được. Chúng ta hiểu được đạo lý, hiểu rõ chân tướng sự thật này thì nhất định sẽ chẳng dám ăn thịt chúng sanh làm hại chúng sanh biết rằng làm hại chúng sanh là làm hại chính mình gây phiền phức cho chúng sanh tức là gây họa cho mình Như vậy là trái nghịch với lòng tốt Của quỷ dương và thần thổ địa Chúng ta xem đoạn kế tiếp Hà dị cố Thì sản năng, Thời hữu vô số ác quỷ Cập giống lường tinh mị Dục thực tinh huyết đây là việc phàm phu mắt thịt chúng ta chẳng nhìn thấy được đích thực có những ác quỷ như vậy số lượng rất nhiều giống lượng tinh mị họ làm gì đây là những thứ chúng ta gọi là yêu quỷ họ thích ăn những vật này hiện nay y học phát triển mức độ nguy hiểm khi sanh sản thấp hơn lúc trước chúng ta thử hỏi những trạng huống kể trên còn hay không vẫn còn nếu bạn muốn hiểu trạng huống của quỷ thần thì trong bệnh viện có rất nhiều ở bệnh viện là nhiều nhất tôi có vài người bạn đều học ngành y khoa lúc chúng tôi gặp nhau họ thường kể những chuyện ma quỷ này cho chúng tôi nghe bác sĩ y tá người làm việc trong bệnh viện họ đều tin tưởng chính mắt họ nhìn thấy chính tay họ nghe được Đặc biệt là ở trong bệnh viện lớn. Bệnh viện xưa càng có nhiều quỷ. Chẳng khác gì với những lời nói trong kinh. Cho nên lúc người còn sống, lúc người chết, thì những quỷ thần này nhiều vô cùng trong số các ác quỷ có thể nói phần lớn đều là quán thân trái chủ nói thật ra nếu họ chẳng có liên quan gì với bạn ngay cả một chút cũng chẳng thể dính líu phàm những ai có thể đến gần thì họ nhất định có quan hệ với bạn trong đời trước nhưng những ác quỷ này cũng có người cai quản là những quỷ dương này cai quản họ đối với phần đông chúng ta mà nói thổ địa được kể như vị thần hộ pháp là đến bảo vệ cho chúng ta hộ vệ địa phương ấy thì ngã tạo định xá trạch thổ địa linh kỳ hà hộ tử mẫu Sử lịnh an lạc, nhi đắc lợi ích Quý Dương đã sớm ra lệnh cho những thần thổ địa Linh Kỳ cũng là những tiểu quỷ dưới quyền cai quản của ông. Bảo hộ mẹ con được bình yên. Như thị chi nhân, kiến an lạc cố, cánh hiệp thiết phước, đáp chư thổ địa. lúc sanh sản mẹ con được bình yên phải nên tạ ơn quỷ thần bảo hộ làm thế nào để tạ ơn tu thiện làm việc thiện mới là tạ ơn phiên di sát hại tập tù quyến thuộc như vậy là sai như vậy là chẳng phải tạ ơn quỷ thần Thanh liên Pháp Sư trong chú giải Có trích dẫn một câu chuyện Là chuyện Triều Minh năm dạng lịch Chuyện này rất đáng để cho chúng ta tham khảo. Nói rõ sự hưởng dùng của quỷ thần khác với chúng ta. Câu chuyện của ngài ở trang 123. Chữ nhỏ hàng thứ hai đếm ngược lại nói rõ, không thể dùng rượu thịt để cúng dường quỷ thần. Thời xưa cúng tế quỷ thần, tuy nói là dùng rượu, nhưng thật ra là nước. Trong cổ lễ được gọi là huyền tử đó là nước dùng nước để cúng tế thiên địa quỷ thần dùng đồ chay mới đúng chúng ta phải hiểu nhưng người thế gian chúng ta chẳng biết đạo lý này cứ cho rằng nếu không sát sanh để cúng tế thì hình như đại bất kính cứ nghĩ nhất định phải sát sanh để cúng tế chẳng biết sát sanh để cúng tế là tạo tội nghiệp rất lớn chắc chắn sẽ không được thiên địa quỷ thần che chở và gia bị. Ngạ ngữ thường nói, ông trời có đức hiếu sanh. Đã là háo sanh, thì làm sao bạn có thể sát sanh để cúng tế họ? Lẽ nào như vậy được? Kết luận sau đây nói với chúng ta Giá thị chi cố phạm ương tự thọ Tử mẫu cụ tổn Vì trong tiệc vui bạn tạo những tội nghiệp này Chẳng được quỷ thần bảo hộ mà ngược lại còn dẫn nhiều ác ma ác quỷ yêu tinh quỷ quái đến họ đến đó để làm loạn làm cho hai mẹ con đều không được yên ổn nếu chúng ta quan sát kỹ những việc này tâm tình của người mẹ không yên sau đó bạn coi đứa con quan sát kỹ thì thấy đứa bé thường bị sợ hãi kinh sợ chỉ cần bạn lắng lòng quan sát bạn sẽ thấy hình như nó rất trung sợ rất sợ hãi tuy nó không biết nói không biết biểu lộ tình cảm bạn chỉ cần quan sát kỹ thì sẽ biết ngay đoạn này là nói lúc sanh con chúng ta phải làm thế nào để tu phước không thể tạo tội xem tiếp đoạn sau hậu diêm phụ đề lâm mạng chung nhân bất dấn thiện ác ngã dục lệnh thị mạng chung chi nhân bất lạc ác đạo hà huống từ tu thiện căn tăng ngã lực cố chủ mạng quỷ dương cũng rất từ bi không những chủ mạng quỷ dương từ bi phía trước chúng ta coi ác độc quỷ dương cũng từ bi ngài chẳng nỡ nhìn thấy chúng sanh đọa tam ác đạo nói thật ra ngài cũng lưu ý từng giờ từng phút để giúp đỡ những người làm ác này làm thế nào có thể miễn thọ quả báo trong tam ác đạo cho nên lúc lâm chung chẳng cần biết người này lúc sanh tiền làm thiện hay làm ác ngài đều dùng tâm từ bi để giúp đỡ nếu người lâm chung này lúc sanh tiền có thể tu một chút thiện căn thì sự giúp đỡ của ngài càng thêm được lợi ích nói cách khác ngài càng có thêm lý do để giúp đỡ người ấy thì diêm phù đề hành thiện chi nhân lâm mạng chung thời diệt hữu bá thiên ác đạo quỷ thần hoặc biến tác phụ mẫu nải chí chư quyến thuộc dẫn tiếp dông nhân lịnh lạc ác đạo hà huống bổn tạo ác giả đoạn kinh này rất quan trọng người lâm chung chúng ta đã gặp qua rất nhiều lúc lâm chung người ấy sẽ nói với những người ở xung quanh rằng họ nhìn thấy người nào đến những người mà họ nhìn thấy đều là bà con họ hàng đã qua đời có phải là bà con họ hàng hay không không phải Thật ra đó là những quan gia chủ nợ Biến hiện thành bà con họ hàng bạn bè Đến để dẫn người ấy đi Họ dẫn đi xong Rồi sẽ báo thù Chúng ta phải biết việc này vì khi nhìn thấy bà con họ hàng thì rất dễ đi theo họ đặc biệt là lúc chúng ta niệm phật trợ niệm việc quan trọng nhất chúng ta phải đề phòng là việc này một khi người lâm chung nói họ nhìn thấy một người nào đó thì lập tức phải nhắc họ đừng để ý tới nhất định phải chờ A Di Đà Phật hiện ra mới đi theo Đức Phật A Di Đà, nếu chẳng phải là Đức Phật A Di Đà, bất luận là người nào hiện ra cũng không cần để ý tới. Nếu không để ý không chú ý thì hiện tượng đó sẽ biến mất rất nhanh. Người đó sẽ rời khỏi. Điểm này là điểm quan trọng nhất. Trong sự khai thị lúc lâm chung, câu này vô cùng quan trọng luôn luôn nhắc nhở họ Suốt 24 giờ ngày đêm không thể gián đoạn Chỉ sợ một khi gián đoạn, một khi sơ xuất Thì bị những quan gia chủ nợ biến thành bà con họ hàng dẫn họ đi mất Đây là việc người trợ niệm lúc lâm chung không thể không biết. Như vậy thì trợ niệm mới có lợi ích lớn lòng. Người trợ niệm dùng tâm chân thành thanh tịnh từ bi để niệm câu Phật hiệu này. Người trợ niệm càng nhiều càng tốt Từ trường đó thù thắng Có thể làm cho những quỷ thần cõi ác này Chẳng dám đến gần Nếu người trợ niệm ít người trợ niệm chẳng có thành tâm thì quỷ thần ác đạo sẽ thắng thế sẽ thừa dịp không đề phòng đi vào phá quấy chúng ta đặc biệt chú ý điểm này thế nên có người hỏi nếu lỡ không tìm được người trợ niệm chúng ta dùng mấy niệm phật được không chỉ có thể nói dùng mấy niệm phật tốt hơn một chút mà thôi tốt nhất là có người đến niệm như vậy thì sẽ có hiệu quả phàm khi gặp những chuyện này lúc lâm chung thì người mất chắc chắn sẽ rơi vào ba đường ác nếu lúc còn sống người ấy lại làm nhiều ác nghiệp thì còn tệ hại hơn địa tạng bồ tát cũng cứu chẳng nổi Sanh tử là việc quan trọng lớn lao Sau khi chết đi, sanh vào cõi nào Là một vấn đề vô cùng nghiêm túc Cho nên khi người mắc bệnh Yêu ma ác quỷ đến phá quấy Trong kinh này nói những người làm việc thiện cả đời cũng rất khó tránh khỏi huống chi là người ác nhân thiện là được quả thiện nhân ác thì có quả ác chắc chắn là chẳng sai quả báo hiện ra hay không là do duyên đầy đủ hay không nếu duyên đầy đủ thì quả báo sẽ hiện ra Thế nên chúng ta tiễn đưa người giảng sanh. Nói thật ra là giúp đỡ một người đi làm Phật. Cả đời chúng ta làm việc thiện. Còn việc thiện nào lớn hơn việc tiễn đưa một người đi làm Phật? Chẳng có việc nào lớn hơn nếu lúc một người lâm nguy bạn có thể dốc toàn tâm toàn lực để chăm sóc họ từng giờ từng phút nhắc nhở họ đây tức là chiến đấu với vô số ác quỷ ác thần nhất định phải chiến thắng họ thì người mất mới có thể giảng sanh một cách thuận lợi được Phật tiếp dẫn. Cho dù người tạo ngũ nghịch thập ác, nếu gặp tăng thượng duyên này, cũng có thể giảng sanh. Tôi nghĩ chư vị coi tịnh độ thánh hiền lục, giảng sanh truyện đều biết chuyện ông Trương Thiện Hòa đời đường. Trương Thiện Hòa là một kẻ làm nghề giết trâu. Cả đời chẳng biết đã làm thịt bao nhiêu con trâu, đã làm bao nhiêu ác nghiệp. Cho nên lúc lâm chung, ông ta nhìn thấy rất nhiều người đầu trâu đến đòi mạng. Trong Phật Pháp gọi là tướng địa ngục hiện lên. Lúc đó ông ta kêu cứu Duyên ông ta rất tốt May sao có một người xuất gia đi ngang Nghe tiếng kêu cứu trong nhà Người xuất gia ấy liền vào trong nhà ông Để coi là có chuyện gì Ông nói ông nhìn thấy rất nhiều người đầu trâu Họ nói phải đền mạng cho họ Vì xuất gia đó mới đốt một cây nhang Rồi kêu ông cầm trong tay Kêu ông gấp rút niệm A-di-đà Phật Do gì muốn thoát khỏi cảnh tượng ấy Ông bèn niệm lớn tiếng A-di-đà Phật Mới niệm mười mấy tiếng Ông liền nói với người nhà Người đầu trâu đã biến mất Đều đi hết A-di-đà Phật đã đến Nói xong ông bèn giảng sanh Do đó bạn mới biết đã tạo ác nghiệp cũng không sao Nếu lúc Lâm chung gặp duyên thù thắng vận may của ông Trương Thiện Hòa Thiệt là quá tốt Gặp được thiện tri thức Nếu ông chẳng gặp gì xuất gia ấy Thì nhất định sẽ đọa tam ác đạo Chắc chắn phải đọa địa ngục Sau khi thọ tội ở địa ngục xong Cũng phải làm trâu để đền mạng bạn giết một con trâu thì phải đền mạng một lần bạn giết bao nhiêu con trâu thì phải đền mạng bấy nhiêu lần giết trâu bị quả báo như vậy chứ gì phải biết giết hại bất cứ chúng sanh nào cũng phải đền mạng cho dù động vật nhỏ bé cũng phải đền mạng bạn làm sao đền mạng cho hết Bạn giết một côn trùng, một con kiến đều phải đền mạng Muôn vàng sinh bạn đừng tưởng đây là những côn trùng gây hại Sinh mạng của chúng Chúng cũng là chúng sanh Đã làm chuyện ác rồi đầu thai vào cõi súc sanh Biến thành những hình trạng như vậy chúng ta trong sáu nẻo luân hồi cũng đã từng làm những chuyện này cả đời này may mắn được thân người làm sao biết được sau khi chúng ta mất thân người thì sẽ có thân hình con vật gì thế nên có được thân hình con người cũng không thể kiêu ngạo không thể dựa vào thế lực của thân hình này mà tàn sát những động vật nhỏ Vừa chớp mắt thì bạn cũng sẽ phải làm thân hình của chúng Bạn cũng sẽ chịu người khác giết hại Nhân duyên quả báo tơ hào chẳng sai Xin xem đoạn kinh kế tiếp Thế Tôn Như thị diêm phụ đề Nam tử nữ nhân lâm mạng chung thời Thần thức hôn mê Bất biện thiện ác Nại chí nhãn nhĩ cánh vô kiến dân Đây là lúc lâm chung chúng ta gọi là trạng thái hấp hối đoạn thời gian này rất ngắn đích thực là họ hôn mê chẳng hay biết gì họ sẽ chẳng còn biết gì kể cả là người nhà. Sức trí nhớ hoàn toàn tiêu mất. Đây là trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Duy chỉ có người đầu óc còn tỉnh táo mới dễ được giúp đỡ một khi đầu óc không tỉnh táo thì sự việc sẽ rất phiền phức nếu khi một người lâm chung gặp phải trường hợp này cho dù gặp được thiện tri thức cũng chẳng giúp được gì đây là nghiệp chướng rất nặng chúng ta phải ghi nhớ lời dạy trong kinh địa tạng họ hoàn toàn nương nhờ vào sự giúp đỡ của người khác hiện nay có một số người mạng sống còn chưa hết phước báo còn chưa hưởng hết Người hiện nay gọi là Chứng người già mất trí Chính là trạng thái này Việc nói ở đây là họ chưa đến lúc lâm chung Thần thức hôn mê Bất biện thiện ác Nại trí nhãn nhị cánh vô kiến văn Đây là chứng người già mất trí nhớ phải coi phước báo của người ấy. Nếu phước báo lớn, thì có thể kéo dài thời gian này suốt 10 năm, hoặc là 8 năm. Họ vẫn còn thở, vẫn còn hô hấp, nhưng mê mang chẳng tỉnh táo. người thân nhất trong nhà, người mình thương mến nhất cũng chẳng nhận ra. Mỗi ngày 24 giờ đều ở trong trạng thái hôn mê. Những người này thiệt đáng thương, cầu sống không được, cầu chết cũng không xong. sau khi chết đi nhất định sẽ bị nghiệp lực lôi kéo sẽ chẳng sanh vào cõi thiện chắc chắn sẽ đọa nẻo ác chúng ta có khả năng bảo đảm chính mình tương lai sẽ không rơi vào tình trạng này hay không ai cũng chẳng dám bảo đảm ngày nay chúng ta nhìn thấy những tình trạng này tự mình phải có tâm cảnh giác cao độ đức phật dạy cho chúng ta phương pháp cứu chữa chúng ta phải ghi nhớ thị chư quyến thuộc đương tu thiết đại cúng dường chuyển đọc tôn kinh Niệm Phật Bồ Tát danh hiệu Như thị thiện duyên năng lịnh dông giả Ly chư ác đạo Chư ma quỷ thần Tất dài thoái tán Chữ quan trọng ở đây là Đại Cúng Dường Người nhà quyến thuộc có chịu làm hay không? Rất nhiều người bị chứng người già mất trí nhớ nói thật ra họ đều là người giàu có, trưởng giả, dòng dõi giàu sang. Quyến thuộc người nhà của họ bận biệu để tranh giành tài sản. Có mấy ai chịu làm việc đại cúng dường cho họ? Sống chết gì cũng chẳng có người hỏi thăm. Con cháu tìm hết đủ mọi cách để đoạt gia tài. Người này thật đáng thương rốt cuộc cũng phải xâm vào ba đường ác. Nếu người nhà thực sự là người thông minh, người hiểu rõ lý muốn cứu họ, thì phải dùng hết thể tài sản của người ấy để tu đại cúng dường. Giống như đoạn trước có nói cô bà La môn, cô Quang mục, vì muốn cứu mẹ nên bán hết đất đai tài sản của mình để làm việc cúng dường ngày nay trong thế gian này đi đâu tìm được con cháu hiếu thuận như vậy bạn sẽ tìm chẳng được cũng tìm chẳng được một người bạn đáng tin cậy thật là nguy hiểm nguy hiểm đến cùng cực vậy phải làm sao không bằng tu đại cúng dường ngay bây giờ trong kinh nói, lúc bạn còn sống làm việc này thì bạn có được trọn tất cả lợi ích. Bạn sẽ tránh khỏi lúc già bị bệnh khổ như vậy. Hiện nay phải giác ngộ, phải thật sự giác ngộ. Con cái cũng tin không nổi, bạn bè cũng tin không nổi. Người thân thích nào đến sau cùng lòng dạ cũng sẽ thay đổi chẳng có ai đáng tin Người thực sự đáng tin được đó là chính mình Thưa lúc mình còn khỏe mạnh còn hiểu rõ chân tướng sự thật Chúng ta phải hết lòng tu, phải hết lòng đại cúng dường Dốc hết tâm hết sức để cúng dường phải tu cúng dường như thế nào bạn phải có trí huệ phải thân cận thiện tri thức trong việc tu hành bức luận là hiện giáo mật giáo tông môn giáo hạ tại gia xuất gia Điều kiện cần thiết đầu tiên là phải hiểu rõ lý. Không thể không hiểu những đại đạo lý của vũ trụ nhân sinh mà Đức Phật đã dạy. Không thể không hiểu rõ các hiện tượng y báo, chánh báo, trang nghiêm trong thập pháp giới sau khi bạn hiểu rõ ràng thì bạn sẽ biết phải làm thế nào để tu đại cúng dường trong tình trạng cụ thể của chúng ta ở thời hiện nay mà nói nguyên lý nguyên tắc cơ bản của nó chính là làm thế nào giúp cho hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ việc cúng dường này sẽ rất lớn làm thế nào có thể giúp cho hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui Việc vui chân chánh chính là giảng sanh cực lạc thế giới Chứ gì có thể hiểu được Cư sĩ Lâm ngày nay và tình tông học hội Đang làm việc tu đại cúng dường Mỗi ngày giảng kinh 2 giờ Đây là đại cúng dường Giúp cho hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ Hiện nay trong niệm Phật đường Mỗi ngày niệm Phật 12 giờ đồng hồ Giúp cho người ta lìa khổ được vui Đây cũng là đại cúng dường cư sĩ lý phát tâm hy vọng có thể làm được một việc đại cúng dường xây thôn di đà tiếp đón người thập phương chân chánh phát tâm niệm phật để cầu sinh tịnh độ giúp cho họ có đầy đủ điều kiện để niệm Phật. Đây là đại cúng dường. Ngoài ra, những chuyện thiện khác. Khi chúng ta gặp thì không thể không làm cũng phải dốc hết tâm sức đi làm đó cũng thuộc về đại cúng dường giống như những tai nạn to lớn trong nước hiện nay nước tràn gian tràn ngập dùng đông bắc nộm giang nước sông tùng qua ngập lụt tạo nên tai hại cực nặng chúng ta nghe được thì phải dốc hết sức lực để cứu trợ phải hết lòng giúp đỡ không thể nói sự cúng dường này chắc là sự cúng dường nhỏ nhoi không phải như vậy đây cũng là đại cúng dường nhà phật thường nói phật chẳng độ người vô duyên đức phật muốn giúp đỡ hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ lìa khổ được vui thì trước tiên phải bố thí kết duyên chúng ta kết pháp duyên với những chúng sanh này Kết thiền duyên Tương lai khi nhân duyên chính mùi Thì họ sẽ rất vui vẻ tiếp nhận Phật Pháp Do đó bố thí tài vật là điều kiện đầu tiên nhất định phải có để Phật độ chúng sanh. Pháp thứ nhất trong tứ nhiếp pháp của Phật chính là bố thí. Kế đó là ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Xả bỏ tài vật để tu phước. Chỉ cần chịu xả thì tài vật giàu có cuồn cuộn mang đến. do đó đừng nên keo kiệt giàu có thì phải biết bố thí vui vẻ bố thí thì người ấy sẽ có phước người ấy chắc chắn sẽ chẳng thiếu thốn tiền tài càng bố thí thì càng giàu có càng giàu thì càng phải bố thí cho nhiều hơn gần đây kinh tế của vùng đông nam á xuống dốc đời sống dân chúng khốn khổ nguồn thu nhập giảm xuống nhà đất thì mất giá mất giá không chỉ là phân nữa chúng tôi đi ra ngoài đường thấy rất nhiều chỗ đang xây cất giữa chừng mà phải ngưng lại nhà bán không có được chúng ta hãy xem cư sĩ lâm nguồn thu nhập của cư sĩ lâm cũng chịu ảnh hưởng. Lời tức của tín đồ ít đi. Thì đóng góp cũng bớt đi. Thế nhưng từ khi chúng tôi bắt đầu giảng kinh qua nghiêm tới nay, niệm Phật đừng mở cửa. cư sĩ lý mộc nguyên nói với tôi không những số thu nhập của cư sĩ lâm không giảm bớt mà còn tăng thêm rất nhiều người nói với tôi hiện tượng cư sĩ lâm hương dượng từ trước tới giờ họ chưa bao giờ nhìn thấy tại sao vậy là do bố thí Càng thí thì có càng nhiều Những lời Đức Phật nói trong Kinh Chúng ta ở nơi đây nhìn thấy từng mắt Bạn thí tiền tài Thì tiền tài nhất định sẽ cuồn cuộn đến Bạn thí Pháp thì nhất định sẽ thông minh trí huệ bàn thí vô úy thì nhất định sẽ được khỏe mạnh sống lâu nếu quy nạp toàn bộ phật pháp thì đó chính là một chữ bố thí trong các việc bố thí thí tài vật thí pháp thí vô ý chúng ta ai nấy đều hy vọng được giàu sang thông minh khỏe mạnh sống lâu nếu bạn không tu nhân thì làm sao có được quả báo chỉ cần bạn chịu tu nhân thì chắc chắn sẽ được quả báo thiện đây chính là như câu nói trong cửa nhà phật có cầu ắt có cảm ứng tôi rất hy vọng các bạn đồng tu tu pháp niệm phật ở mọi nơi trên khắp thế giới hi vọng mọi người đến đây để tham học những lời đức phật dạy trong kinh những lời tôi nói trong giảng đường giảng không rõ ràng không rành rẽ bạn xem xong cũng rất khó hiểu được nhất định phải đến đây đích thân cảm nhận bạn phải thực sự đến đây thì bạn mới cảm nhận được lời giáo quấn trong phật pháp chân thật chẳng hư dối làm vậy mới có thể tăng thêm lòng tin của bạn tăng thêm tâm nguyện của bạn để cho bạn tin tưởng chắc chắn mà y giáo phụng hành tương lai của bạn sẽ tươi sáng rạng rỡ dù bạn có gặp khó khăn lớn hơn hoặc là tai nạn lớn hơn thì bạn cũng vượt qua một cách yên ổn bạn nhất định sẽ chẳng đến mức lòng thanh tịnh tự tại đó chính là lợi ích ngay trước mắt khi chúng ta học phật trước mắt có thể đạt được lợi ích thù thắng như vậy thì lợi ích tương lai sẽ vô lượng vô biên quả báo hiện tiền nhà phật thường gọi là hoa báo tương lai là quả báo quả báo nhất định là sẽ giảng sanh tây phương cực lạc thế giới đó là việc thù thắng không chi sánh bằng do đó chúng ta phải biết cách tu đại cúng dường phải tu mau lên không thể chậm trễ một khi cơ hội mất đi thì muốn gặp lại thật không dễ người thực sự có trí huệ có phước đức chẳng có gì khác ngoài việc họ nhìn thấy cơ hội có thể nắm lấy cơ hội để thành tựu trí huệ phước đức vô lượng vô biên của họ chuyển đọc tôn kinh tức là đọc tụng đại thừa mỗi ngày phải đọc thì không đến nỗi mê hoặc không đến nỗi bị lay động bởi cảnh giới bên ngoài tụng kinh chính là nghe lời dạy của phật bồ tát niệm phật bồ tát danh hiệu tức là trì danh niệm phật ở trong kinh đức phật dạy chúng ta phương pháp tu hành một cách thù thắng nhất ổn thỏa nhất và nhanh chóng nhất Tu hành một cách hiệu quả nhất chính là nhất tâm xưng niệm A Di Đà Phật. Bạn phải hiểu rõ, nhất tâm xưng niệm thì bạn sẽ được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sẽ sanh trí huệ. Tâm không thanh tịnh sẽ sanh phiền não. Khi có phiền não thì bạn sẽ tạo ác nghiệp. Tâm thanh tịnh sẽ sanh trí huệ Khi bạn có trí huệ Thì bạn mới tạo hết thảy thiện nghiệp Đây là vài phương pháp Đức Phật dạy trong Kinh Cảnh giới của những phương pháp này Cũng vô cùng rộng lớn Như thị thiện duyên, năng lịnh dông giả ly chư ác đạo Tu phước lớn như vậy Đó là việc tu phước Đoàn kinh phía trước đã nói những quyến thuộc giúp họ tu phước này Được sáu phần bảy công đức Người mất chỉ được một phần bảy đích thực có thể giúp họ lìa khỏi ác đạo. Tại sao vậy? Khi lâm chung, đầu óc họ hôn mê. Bất tỉnh nhân sự thì họ nhất định sẽ đọa ác đạo. Lúc đó chúng ta trợ niệm cũng chẳng giúp được gì Người người trợ niệm nhất định phải có đầu óc tỉnh táo Thì họ mới có thể giảng sanh trong tình trạng hôn mê này, cứ trợ niệm cũng không giúp được gì, vì họ chẳng tỉnh táo. Bạn trợ niệm cho họ thì họ cũng chẳng niệm Phật theo bạn, họ cũng chẳng biết Phật là gì. Đó là lúc vô cùng đáng thương. Chết đi sẽ sanh vào cõi nào, lúc này là giờ quan trọng nhất. Nếu người nhà của họ không có tâm từ bi, không có trí huệ thì họ sẽ vô cùng đáng thương nếu thân quyến họ thật sự có thể hiếu thuận từ bi có thể hiểu đạo lý thì nhất định phải làm như thế họ mới có thể lìa khỏi ác đạo mới có thể sanh vào cõi lành vì họ có phước báo lớn như vậy lúc lâm chung những quán gia chủ nợ những quỷ thần này sẽ thoái lui Tạm thời cũng không dám lại khuấy rối họ Tuy thoái lui, chẳng có nghĩa là xong chuyện đâu Những quỷ thần này sẽ đợi cơ hội sau này Đợi tới lúc nào bạn bê mờ, chẳng có ai giúp đỡ Thì họ sẽ quay trở lại Do đó chư gì phải biết Khi bạn kết quán thù sâu đậm với chúng sanh Không có ai tha thứ cho bạn Ai chịu tha thứ cho bạn đây? Nếu bạn hiểu đạo lý này Thì nhất định phải dừng hết quán thù với tất cả chúng sanh Trong thế gian chúng ta thấy Có một số người Có ấn tượng không tốt đối với chúng ta Nhìn rất gai mắt Họ là những quan gia đời trước họ ác ý quỷ bắn thậm chí còn hãm hại chúng ta phải đối đãi như thế nào phải dùng tâm chân thành cung kính để đối đãi chúng ta phải dùng tâm sám hối đối xử với họ Tuyệt đối không thể có tâm niệm báo thù. Nếu bạn có tâm niệm muốn trả đũa thì cút mắt này lại càng buộc càng chặt. Đời đời kiếp kiếp báo đền lẫn nhau dây dưa chẳng dứt. Không bằng cứ tiếp nhận hoàn toàn chẳng than trách. Đối với những người ác không những không có ác ý Chúng ta còn có ý kính trọng Thì cút mắt này sẽ được tháo gỡ Món nợ này sẽ tiêu mất Xóa sạch sổ nợ Đó là chuyện tốt Ấn Hoàng Đại Sư trong văn sau dạy chúng ta Nghĩ như là mình trả nợ Thì chuyện gì cũng sẽ được kết thúc không kết quán thù với bất cứ người nào chúng ta phải học dùng đức báo đức dùng đức báo quán được vậy thì trên con đường bồ đề chúng ta sẽ giảm bớt rất nhiều chướng ngại Trên thế gian, bất luận chúng ta đang làm sự nghiệp gì thì cũng giảm bớt trở ngại. Cơ hội thành công sẽ rất nhiều. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Phải làm thế nào để làm người? Xin xem tiếp kinh văn. Thế Tôn Nhất thiết chúng sanh Lâm mạng chung thời Nhược đắc văn nhất Phật danh Nhất Bồ Tát danh Hoặc Đại Thừa Kinh Điển Nhất Cú Nhất Kệ Ngã Quán Như Thị Bối Nhân Trừ Ngũ Vô Gián Sát Hại Chia Tội Tiểu Tiểu Ác Nghiệp Hiệp Đọa Ác Thú Giả Tầm Tức Giải Thoát đoàn kinh này nói cho chúng ta tu thiện đáng quý như thế nào cho dù một việc thiện nhỏ cũng đáng quý huống chi là việc thiện to lớn lúc quan trọng lúc sắp mất lâm mạng chung nhược đắc danh nhất Phật danh nhất bồ tát danh đầu óc người sắp mất nhất định phải tỉnh táo thì mới làm được nhất định phải tỉnh táo lúc lâm chung đầu óc còn tỉnh táo còn rõ ràng rành rẽ nếu có thiện tri thức ở cái bên giúp kẻ ấy Chúng ta có thể khẳng định kẻ ý chắc chắn sẽ không đọa ba đường ác. Chư gì phải biết những người đọa ba đường ác đều đi vào đó một cách mờ mờ mịt mịt. Lẽ nào người có đầu óc còn sáng suốt lại đi làm ngạ quỷ, làm súc sanh? Không lẽ nào như vậy cả, Chúng ta phải biết điều này Lúc lâm chung thì có rất ít người còn sáng suốt Không biết gì Trong 10 người thì Có 8-9 người bất tỉnh nhân sự Mù mù mịt mịt Bạn coi như vậy đáng sợ biết bao phàm những người lâm chung mà đầu óc còn sáng suốt. Cho dù tạo ác nghiệp thì tâm địa của họ cũng rất thiện. Tạo ác nghiệp là vì họ vô tri, họ chẳng biết làm như vậy là tạo ác nghiệp. Thí dụ như việc sát sanh ăn thịt, họ cảm thấy sát sanh ăn thịt là việc rất bình thường, họ chẳng cảm thấy làm như vậy là tạo ác nghiệp nhưng tâm địa người này vẫn là rất tốt đây là việc chúng ta quan sát kỹ càng thấy được nếu tâm người ấy chẳng thiện thường muốn hại người cướp đoạt tài sản của người khác làm những việc lợi mình hại người những người này lúc lâm chung Hơn phân nửa đều mê hoặc điên đảo Cả đời dựa quay thế Để mà hiếp đáp người khác Thậm chí đến tử già mắc chứng mức trí nhớ trí nhớ hoàn toàn tiêu mất. Bất tỉnh nhân sự Hơi thở còn chưa dứt, cứ nằm trên giường bệnh. Suốt 8 năm 10 năm, trong thời đại ngày nay chúng ta thấy những người như vậy rất nhiều. Do đó tu thiền là việc vô cùng quan trọng. Đoạn này chúng ta phải ghi nhớ. Đây là lý luận y cứ cho việc trợ niệm. Con người lúc lâm chung nếu chúng ta gặp phải, chúng ta làm thế nào giúp đỡ họ? Lúc lâm chung, thời khắc mấu chốt vô cùng ngắn ngủi này, phải dùng phương pháp có hiệu quả cao nhất để giúp họ. Bất luận họ học Phật cả đời, hoặc chẳng học Phật. Thậm chí là phản đối Phật. Quỷ bán đức Phật mình cũng không cần để ý tới. Lúc lâm chung họ mang bình nặng nằm trên giường, họ chẳng làm chủ được, thì chúng ta làm chủ thay họ. Chúng ta niệm A-di-đà Phật cho họ nghe, họ không muốn nghe thì cũng phải nghe, trong thiện căn cho họ giả lại còn phải khuyến dụ họ phần lớn hầu hết lúc lâm chung cả đời chẳng tin phật đến lúc lâm chung họ có thể sẽ tin lúc đó mình nhắc nhở họ nói cho họ biết lợi ích của sự niệm phật trong lúc đó nếu họ có thể nghe được danh hiệu một vị bồ tát một vị phật lúc ấy dùng danh hiệu phật bồ tát đối với họ là việc có lợi ích lớn nhất kinh điển đại thừa nhất cú nhất kệ nói nhất cú nhất kệ thì không cần phải đi tìm kinh nào trong lúc quan trọng nhất này phải buông xuống dạng duyên Nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ Bất luận cảnh giới gì hiện ra Bạn có thể nói cho họ nghe câu kinh Phàm những gì có tướng đều là hư vọng Hết thảy đều đừng để ý tới Cứ nói một cách dứt khoát với họ Chẳng có mảy may nghi ngờ gì hết Thì mới thực sự là giúp đỡ họ Cho dù trong đời họ đã tạo tội cực nặng Nhờ thiện duyên này mà tội nghiệp Và tội báo của họ sẽ tạm thời không thể hiện ra Cho nên quỷ dương nói Ngã quán như thị bối nhân Trừ ngủ vô gián sát hại chi tội Tội này chẳng có cách gì hết tại sao vậy tội này quá nặng ngủ vô dáng là giết cha giết mẹ giết a la hán làm thân phật ra máu phá quà hợp tăng tội này quá nặng ngài nói ngoại trừ tội ngủ vô dáng quỷ dương chẳng giúp được nhưng chúng ta hiểu rõ cho dù tạo tội ngủ vô gián Nếu lúc lâm chung đầu óc còn tỉnh táo Nếu có thể sám hối niệm Phật Cũng được giảng sanh Trong kinh có nêu thí dụ Trong kinh quán vô lượng thọ Phật nói với chúng ta Vua a Xà thế tạo tội sát hại ngủ vô gián Lúc lâm chung ông sám hối và niệm Phật cũng được giảng sanh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với chúng ta, người đó giảng sanh phẩm gì rất cao, thượng phẩm trung sanh. Cho nên chúng ta đối với người tạo tội nghiệp cũng chẳng dám coi thường. Không chừng họ giảng sanh phẩm vị còn cao hơn chúng ta Chẳng thể coi thường Chỉ cần chưa chết thì vẫn còn cứu được Đến phút lâm chung Một hơi thở còn chưa dứt thì vẫn còn cứu được Nếu đứt hơi rồi thì chẳng có cách gì Chẳng cứu nổi như việc người nhà thân quyến thuộc giúp họ tu đài bố thí cũng chỉ có thể độ họ cao nhất cũng chỉ độ họ lên trời đau lợi mà thôi họ chẳng được giảng sanh chẳng thể thoát ra khỏi tam giới nếu chưa tắt thở thì có thể giúp họ giảng sanh khuyên họ thật sự tin tưởng thực sự sám hối thực sự niệm phật cầu giảng sanh chẳng có người nào không được độ do đó mới biết pháp môn tình độ chẳng thể nghĩ bằng một đời tạo ác nghiệp nhỏ hiệp đọa ác thú giả đọa súc sanh đọa ngạ quỷ đọa địa ngục nhỏ những tội nghiệp trên đây Nếu bạn tu những điều thiện này thì tầm tức giải thoát Tầm nghĩa là thời gian rất ngắn Do đó Công đức nghe danh hiệu Phật chẳng thể nghĩ bàn Đây là lời những người niệm Phật thường nói Công đức danh hiệu Phật chẳng thể nghĩ bằng. Xin xem tiếp Phật cáo chủ mạng quỷ dương Nhữ đại từ cố Năng phát như thị đại nguyện Ư sanh tử trung hộ chư chúng sanh Đây là lời Đức Phật Tán thán quỷ dương Chữ đại từ cùng với lòng đại từ bi hộ niệm hết thảy chúng sanh của đức phật chẳng khác ngài lại có một nguyện vọng lớn như vậy trong giờ phút sanh tử ngài sẽ hộ niệm hết thảy chúng sanh chẳng khác gì bi nguyện của bồ tát Cho nên những quỷ dương này Đều là Bồ Tát quá thiện Nơi cõi này Nên dùng thân quỷ dương để được độ Thì hiện thân quỷ dương để nói Pháp Đích thực họ chẳng phải là phàm phu Nhược dị lai thế trung Hữu nam tử nữ nhân Chí sanh tử thời Nhữ mạc thoái thì nguyện Tổng lịnh giải thoát Vĩnh đắc an lạc Những câu này Là lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Khuyến kích quỷ dương Khuyên Ngài Từ bi hoàng nguyện Chẳng nên thoái tâm Lời khuyến khích này vô cùng quan trọng. Vì càng vào sâu trong thời mạt Pháp, chúng sanh tạo ác nghiệp càng nhiều. Tạo tội càng sâu, càng nặng, càng rộng lớn. Trong trạng huống như vậy, chỉ sợ là quỷ thần nhìn thấy sẽ thoái tâm cho nên lời dặn dò này vô cùng quan trọng chúng ta đọc kinh hiểu rõ những trạng huống này cũng phải phát nguyện dốc hết tâm lực giúp đỡ hết thảy chúng sanh đoạn ác tu thiện. Làm như vậy cũng gián tiếp giúp các quỷ dương này sanh tâm vui vẻ, giữ vững lòng tin tâm nguyện của họ, để họ chẳng đến nỗi phải thoái tâm, tuy chúng sanh tạo ác nghiệp rất nhiều, vẫn còn một số người làm việc thiện người hồ đồ mê mụi tuy nhiều nhưng vẫn có một số người hiểu rõ điều này đối với quỷ dương là một sự an ủi xin xem tiếp kinh văn quỷ dương bạch phật ngôn nguyện bất hữu lự ngã tức thị hình Niệm niệm ủng hộ diêm phù chúng sanh Sanh thời tử thời Cụ đắc an lạc Quỷ dương là Bồ Tát thị hiện Chứ chẳng phải là phàm phu Ngài phát nguyện đến độ chúng sanh nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tán thán khuyến khích ngài. Ngài tiếp nhận lời dạy của Đức Phật. Xin Đức Phật đừng lo lắng. Nguyện bất hữu lự, ngã tất thị hình. Tất thị hình nghĩa là tận hết mạng sống và thân hình này niệm niệm ủng hộ diêm phù chúng sanh ngài hiện thân này hiện thân quỷ dương làm sự nghiệp này sự nghiệp này của ngài chính là hộ niệm hết thảy chúng sanh. Trên thế gian trong lúc sanh tử. Hy vọng trong giờ khắc sinh tử quan trọng ấy đều có thể được yên vui. Đảng nguyện chư chúng sanh, ư sanh tử thời tính thọ ngã ngữ, vô bức giải thoát hoặc đại lợi ích. Đây là điều mong muốn của chủ mạng quỷ dương. Đối với chúng sanh trong lúc sanh tử Chúng ta trong lúc sanh hay lúc chết phải ghi nhớ lời nói của chủ mạng quỷ dương trong những lúc này phải đoạn ác tu thiện Nếu thật sự hiểu rõ Lúc sanh phải biết tu đại cúng dường Đại bố thí Quỷ dương sẽ sanh tâm quan hỷ lớn lao toàn tâm toàn lực ủng hộ bạn bạn nhất định sẽ chẳng đọa ba đường ác trong chú giải thanh liêm đại sư trích dẫn kinh để thuyết minh Trong đoạn này Ngài trích ba đoạn Ý tứ trong ba đoạn đều hay Đoạn thứ nhất trong Kinh Thế Ký Đức Phật dạy Nhất thiết nam tử nhân sơ Thủy sanh thời giai hữu quỷ thần Tùy trục ủng hộ Dược kỳ tỷ thời Bỉ thủ hộ Quỷ nhiếp kỳ tinh khí Kỳ nhân tắc tử cố nghĩa là do vì duyên cố này chủ mạng quỷ dương nguyện nhân sanh thời tử thời thận vật sát hại ứng tu thiện duyên điều này rất quan trọng đây tuyệt đối không phải là mê tín đoạn thứ nhì trích dẫn kinh đại tập Nếu là người tu tâm từ thì lúc mạng chung Thấy mười phương Phật lấy tay xoa đảnh Nhờ tay xoa chạm vào Tâm người đó được yên ổn vui vẻ liền được giảng sanh về cõi Phật thanh tịnh Đây là diệt niệm Phật lúc lâm chung Người lúc còn sống Có tâm từ bi Tâm từ bi tức là có thể xả Hoan hỷ bố thí cúng dường Phước huệ sông tu Lâm chung sẽ thấy Phật Cuối cùng trích dẫn một đoàn khai thị của Liên Trì Đại Sư Lời nói tuy chỉ có hai câu Nhưng rất quan trọng Cố dân thê hữu tế tiên bất nghi sát sanh Dĩ từ minh phước Do vậy, Ngài dân thê có dạy Khi cúng dỗ tổ tiên Chớ nên sát sanh Để giúp thêm phước cho người đã khuất Cúng tế người quá cố tổ tiên không thể sát sanh Bạn cúng tế người quá cố tế tổ tiên mà sát sanh Muốn nợ của nghiệp sát sanh này sẽ trút lên đầu của tổ tiên Tại sao vậy? Vì họ nên mới sát sanh Nếu không cúng tế thì chẳng phải sát sanh Sát sanh vì họ mà sát Do đó việc này tăng thêm tội nghiệp của tổ tiên Đây là việc bất hiếu to lớn Nhưng sát nghiệp này cũng giống như công đức nói ở phía trước, bạn đừng nghĩ là nghiệp sát này do tổ tiên gánh chịu, bạn không liên quan gì cả. Nghĩ vậy là bạn sai rồi. Sát nghiệp này có 7 phần, người sát sanh chịu 6 phần, tổ tiên chịu 1 phần. Cùng một đạo lý, bạn phải hiểu như vậy. Bạn đã gieo quả cho người ta, Họ chẳng kêu bạn đi sát sanh Bạn vì họ mà sát sanh Cho nên trách nhiệm của sát nghiệp này Tự mình phải gánh sáu phần Tổ tiên một phần Kẻ còn lẫn người mất Đều chẳng được lợi liên trì đại sư cũng là người tái lai ngài biết rõ những chân tướng sự thật này chúng ta xem tiếp đoạn kinh tiếp theo trong địa tạng bốn nguyện kinh khoa chú đặt tựa đề cho phần này là như lai phát bổn nói rõ chân tướng sự thật này nhĩ thời phật cáo địa tạng bồ tát Nói với Địa Tạng Bồ Tát Trên thực tế là nói với mọi người chúng ta thì Đại Quỷ Dương Chủ Mạng Giả Đây là Chủ Mạng Quỷ Dương Nhĩ Tằng Kinh Bá Thiên Sanh Tác Đại Quỷ Dương Ư Sanh Tử Trung ủng hộ chúng sanh Quỷ Dương này từ bi đến cùng cực thì đại sĩ từ bi nguyện cố hiện đại quỷ thân Phật phi quỷ giả ngài là Bồ Tát pháp thân đại sĩ Ngài chẳng phải là quỷ thiệt Quỷ thiệt đâu có tâm địa tốt như vậy Bồ Tát thị hiện thân tướng quỷ để chủ trì sự diệt lúc sanh lúc tử của hết thảy chúng sanh. Chúng ta phải hiểu những chân tướng sự thật này. Trong cuốn Chú giải Thanh Lương Đại sư, trang 131, hàng thứ nhất trong đó ngài kể một chuyện ngài nói xưa kia ngài đạo sanh thuyết pháp tại Hổ Khưu đây là đạo sanh pháp sư tôi nghĩ quý vị cũng rất quen thuộc rất nhiều người đến từ Tô Châu đều từng thấy Hổ Khưu sanh công thuyết pháp ngoan thạch điểm đầu mọi người đều thường xem những cổ tích này ngài nói có một lần ngài đạo sanh thuyết pháp thấy một con quỷ Quỷ này đều hiện thân, mỗi ngày đến nghe pháp. Ngài đạo sanh nói với quỷ đó: Ngươi hiện nay là quỷ, tại sao không đầu thai đến cõi người? Ngài đạo sanh khuyên quỷ này đầu thai đến làm người. Quỷ dùng thơ đáp: Câu thơ như sau: Tác quỷ kinh kim ngũ bá thu. Nó nói nó đã làm quỷ hết 500 năm Giả vô phiền não giả vô sầu Con quỷ này làm quỷ chẳng có phiền não chẳng có sầu khổ Sanh công khuyến ngã di nhân khứ Chỉ khủng di nhân bất đáo đầu Con quỷ này nói làm quỷ tốt hơn Quỷ nghe giảng kinh cũng có thể khai ngộ Cho nên chủ mạng Quỷ Dương. Đây là đại quỷ dương của Diêm La Thiên tử. Cai quản việc lớn sanh tử của con người. Đây là Bồ Tát hóa thân đến chẳng phải quỷ thật. Phía sau, Đức Phật còn nói thêm một đoạn, chúng ta hãy đọc qua một lần. Khước hậu quá nhất, bá thất thập kiếp, đương đắc thành Phật, hiệu giết vô tướng như lai, kiếp danh an lạc, thế giới danh tịnh trụ, kỳ Phật thọ mạng, bất khả kế tiếp. Đây là Phật Thọ ký. Nói rõ, chủ mạng Đại Quỷ Dương tương lai thành Phật. Hiện nay ngài dùng thân phận Quỷ Dương để hành Bồ Tát đạo. Tu pháp lục độ. Do đó, hành Bồ Tát đạo dùng các thân phận khác nhau, các ngành nghề khác nhau. Ngay trong sinh hoạt hàng ngày của bạn Trong công việc làm của bạn để tu học Ở đây chủ mạng quỷ dương thị hiện nêu gương cho chúng ta Hôm nay chúng ta giảng đến đây thôi à,